Lòng Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô bác ạ. À, đã bao lâu rồi quý anh chị chưa kiếm được một căn nhà hoàn thiện cho gia đình mình ạ? À, tiêu chí mà quý anh chị và cô bác khi đi chọn lựa một cái căn nhà ưng ý thì sẽ như thế nào? Có phải là thứ nhất là vị trí, thứ hai là pháp lý phải không ạ? À? Thì hôm nay là một cái dãy nhà mà vừa được chủ đầu tư bên nhà đất Lộc Nguyễn hoàn thiện nha quý anh chị, và xung quanh đây á, nhà cửa thì ở san sát nhau nè. Hiện tại chủ đầu tư cũng đang xây thêm một căn luôn đó. Cái căn đó thì diện tích nó sẽ dài hơn, thì khi hoàn thiện Lộc Nguyễn sẽ quay cho quý anh chị ạ. À, và quý anh chị xem đi, tường móng á, hiện tại là chủ đầu tư xây rất là kiên cố và kỹ lưỡng luôn. Thì bên tay phải là một cái dãy nhà mà được hoàn thiện, cũng sẽ xây theo thiết kế giống như cái dãy nhà kế bên ha. Và nhà chúng ta có diện tích là ngang 4 sâu vào 15m, vị trí ngay khu vực ngã ba Tân Kim, đi vào bên trong nhà với tầm khoảng 400m thôi. Và chung đây thì đường thông tứ hướng luôn quý anh chị, trong vòng bán kính 500m đổ lại thì không thiếu một thứ gì hết. Đấy là một mẫu nhà mái thái, nó chỉnh chu từng chi tiết luôn nha quý anh chị. Cái căn nhà này chủ đầu tư xây rất là kỹ lưỡng luôn. Thì từ mặt diện bên ngoài quý anh chị cũng nhìn thấy là tường ốp gạch lên tới trụ cột luôn nè. Đó, ở phía trên có một cái khu vực cũng khùm bao những cái gạch rất là đẹp, và nó cũng theo một cái tông màu là tông màu xám và tông màu trắng nè. Đó, rồi cái sàn ở trước sân chúng ta nó cũng cao hơn phía mặt đường luôn nha. Ở đây cống rãnh nó rất là rõ ràng nên tuyệt đối là không có ngập nước, nên quý anh chị và cô bác an tâm ha. Rồi, đi vào bên trong khu vực nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa rất là nặng tay khi mà Lộc Nguyễn di chuyển đó quý anh chị. Đó, ở đây á được chạm trổ rất là chi tiết với những hoa văn và họa tiết nè, trống đồng rồi nè, đó hình rồng hình phượng nè, nhìn rất là đẹp ha. Và nó rất là nặng tay, được sơn với cái tông màu là tông màu xám và là tông màu vàng ha. Một cái kiểu cửa rất là cái này rất là an toàn á quý anh chị, và rất là nặng ha. Rồi, là Nguyễn mời quý anh chị đi vào trong cái khoảng sân này ạ. Cái khoảng sân này á, thì chúng ta để được tầm khoảng 4-5 chiếc xe máy luôn. Đó, một cái vị trí rất là đắc địa, xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi ha. Đây là một cái mẫu nhà mái thái truyền thống với cái tông màu xám và tông màu trắng. Đó, quý anh chị nhìn nè, tường ốp gạch lên tới khu vực trần luôn nè quý anh chị. Với những cái màu sắc rất là đẹp với cái tông màu xám luôn. Khi mà quý anh chị đi vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua thêm một cái lớp cửa 4 cánh nữa nè. Cửa này cũng rất là nặng nha quý anh chị. Đó, cửa xịn nha. Và là kính cường lực, kính trong ha. Có chìa khóa sẵn cho quý anh chị luôn. Cái chìa khóa này sẽ được bàn giao lại cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu ở nhà này. Thì khi mà đi vào bước vào bên trong khu vực phòng khách thì sẽ qua một cái bậc tam cấp đi lên nè. Đó, cũng được ốp lát những cái đá hoa cương rồi. Nên rất là sạch sẽ. Toàn căn nhà của chúng ta phía dưới được ốp gạch bóng kính với cái tông màu xám ha. Theo kiểu mà giả gỗ á, nhìn là rất là đẹp luôn. Và căn nhà này á, cái khu vực mà nó ốp gạch ốp tường lên nè, quý anh chị nhìn rõ cái khu vực này. Thường á nó sẽ cái này nó làm bằng luôn quý anh chị. Còn có những nhà nó sẽ làm nổi cái khu vực này, thì nếu mà côn trùng như là thằn lằn nè, nó ỉa lên á, ỉ lên á thì sẽ dính trên đây. Còn này là không dính nha. Đó, những hoa văn họa tiết rất là đẹp. Trần là trần giật cấp với hình thoi nè. Rồi xung quanh thì có hệ thống đèn LED rất là nhiều. Hai bên có đèn tiếp 2 cho quý anh chị luôn. Và với cái khu vực phòng khách này, quý anh chị sẽ up một cái bộ ghế sofa nữa. Thì rất là tuyệt vời luôn nha. Thì bên Lộc sẽ có hỗ trợ những cái phần nội thất thợ thầy cho quý anh chị làm luôn, nếu mà quý anh chị có nhu cầu ha. Rồi, cái khoảng không gian tường này nè, nó sẽ ngăn cách giữa khu vực bếp và khu vực phòng khách. Thì ở đây chúng ta có thể là trưng bày những vật phẩm và lưu niệm nè. Trên cái khu vực gỗ nè, có những khoảng không gian trống. Đó, để chúng ta trưng cúp nè, trưng bằng khen của gia đình chúng ta lên thì sẽ rất là đẹp ha. Rồi, đi xuống khu vực bếp ạ. Cái khoảng không gian bếp này thì nó rộng rãi vô cùng luôn quý anh chị ơi. Ở đây thì chúng ta để một cái bộ ghế bàn ăn tầm khoảng 6 đến 10 ghế cho gia đình mình thì rất là hợp lý. Một cái căn nhà nó có đầy đủ những cái công năng như vậy thì rất là thích hợp để cho chúng ta ở đại gia đình ha. Ông bà, cha mẹ, con cái nha. Rồi, bên tay trái nè, có ống nước vào, ống nước ra. Khu vực này chúng ta để cái máy giặt ở đây thì khá là hợp lý nha. Rồi, đến cái khoảng không gian tủ bếp trên và tủ bếp dưới rất là đầy đủ. Nguồn nước ở đây chúng ta xài á, là nước sạch của Hà Lan nha quý anh chị. Đây ạ. Làm cho hai cái bồn chậu để vừa rửa rau, rửa chén khi mà chúng ta nấu ăn ha quý anh chị. Đó. Và ở trên đây nè, nó ốp đá là đá granite nè quý anh chị.
À, rất là nhiều tủ, rất là nhiều luôn. Tủ này là tủ xịn nha quý anh chị. Rồi, cái khu vực này thì trống trải như thế này thì chúng ta để một cái tủ lạnh to cho gia đình mình. Khoảng không gian này thì chúng ta tận dụng để làm một cái khu vực nhà kho để những cái vật dụng linh tinh mà không xài đến ha. Trên khu vực trần nè, cũng là trần vượt cấp luôn. Rất là nhiều đèn cho quý anh chị luôn và để sẵn cho quý anh chị một cái dây điện dư ra. Để đó chúng ta có thể là làm một cái đèn chùm hoặc là một cái quạt kết hợp đèn chùm thì rất là hợp lý nha. Rồi, điểm cộng cho căn nhà này là nó sẽ có một cái khu vực sân sau à. Sân sau thì để cho chúng ta để máy giặt ở khoảng không gian này cũng được. Rồi chúng ta phơi đồ giặt giũ ở đây luôn thì khá là hợp lý nha quý anh chị. Và quý anh chị ơi, đi vào bên trong khu vực phòng vệ sinh thì quý anh chị sẽ thích mơi ngay thôi ạ. Một cái khoảng không gian phòng vệ sinh với đầy đủ những cái thiết bị rất là cao cấp nè, bồn cầu nguyên khối rồi lavabo nè, tường ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi đó. Còn cái cửa này là cửa nhôm kính mờ không quý anh chị, cách âm cũng khá là tốt á đó. Một cái căn nhà tuyệt vời như thế này thì quý anh chị đừng nên bỏ qua ạ. Hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi xuống tham quan thực tế ha. Và ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay căn nhà này á là 800 triệu luôn. Đó, quý anh chị thấy hấp dẫn chưa ạ? Và mức giá đầy đủ là bao nhiêu? Quý anh chị hãy theo dõi hết cuối video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị ha. Quý anh chị ơi, quý anh chị nhìn nè, chủ nhà rất là kỹ lưỡng khi bo cái dòng này cho quý anh chị nè. Đó, để cho con nít á đi nó sẽ không có bị chạy ha, chạy tay đâu quý anh chị. Đó, rất là kỹ nha. Rồi bây giờ Lộc Nguyễn sẽ bước lên trên lầu cho quý anh chị tham quan căn phòng ngủ nha. Wow, Lộc Nguyễn vừa review ở dưới thôi là cảm giác rất là mê rồi. Quý anh chị đã thấy mê chưa ạ? Nếu mà chưa mê thì Lộc Nguyễn sẽ quay ở tiếp cái khoảng không gian lầu một cho quý anh chị. Không mê là không, đừng xem cái căn nhà này nữa nha quý anh chị. Một cái căn nhà chỉnh chu từng chi tiết luôn. Đó, các bậc thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên nè quý anh chị, thấy được ốp lát những cái đá granite nè. Đó, rất là kỹ lưỡng luôn. Không một miếng sức mẻ luôn nha quý anh chị. Đó, rất là chỉnh chu. Có thể nói là chỉnh chu từng cm luôn quý anh chị ơi. Và thậm chí là trên khu vực cầu thang, cái khu vực này á cũng được ốp gạch rất là cao luôn. Và chúng ta đi á nó không có bị gọi là rất là sạch sẽ, không có sợ là con nít á vẽ bậy lên tường nha quý anh chị. Tay vịn, tay vịn á được thiết kế là gỗ căm xe và là kính kính cường lực nè, một cái mẫu nhà làm á nó rất là sang trọng và hiện đại. Ở trên lầu quý anh chị nó sẽ có 3 phòng ngủ. Đầu tiên Lộc Nguyễn sẽ cho quý anh chị tham quan căn phòng ngủ này ha. Căn phòng ngủ này bé bé xinh xinh, thích hợp để cho con em chúng ta. Đó, có đầy đủ đường dây cáp đồng đi hết chân cho quý anh chị rồi. Đó, đủ để chúng ta để một cái máy lạnh nè, ống nước vào, ống nước ra nè quý anh chị. Có công tắc máy lạnh cho quý anh chị luôn rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi qua cái phòng ngủ thứ hai. Nhưng mà trước tiên đến phòng ngủ thứ hai chúng ta tham quan căn phòng vệ sinh trước ạ. Ở phía trên có một cái ô để chúng ta lấy gió lấy sáng nè. Rồi đi vào phòng vệ sinh là chỉ có thích mơi thôi. Tường ốp gạch lên tới trần với tông màu trắng và tông màu xám. Rồi bồn cầu nguyên khối là bô bô nè, phía dưới gạch chống trơn trượt cho quý anh chị. Rất là đầy đủ ha. Anh chị hãy nhấn đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video này đến cho những người thân bạn bè mình đang có nhu cầu mua một cái căn nhà để cho chúng ta ở khoảng 6 thành viên trở lên ha. Đó, rất là thích luôn quý anh chị ơi. Đi qua nhà mà Lộc Nguyễn đi vào á chỉ thích mê thôi. Đó, và có rất nhiều ổ cắm điện để cho chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện của gia đình. Và những cánh cửa này đó được có những cái chìa khóa để sẵn nè, để cho quý anh chị là sẽ là chủ nhân sở hữu những cái chìa khóa này. Rồi, cái hành lang mà Lộc Nguyễn đang bước đi á, nó cũng rộng khoảng 1 mét nha quý anh chị, rất là dễ bước đi nè. Và trên lầu 1 nó sẽ có một cái công tắc riêng như thế này đó, để chúng ta sử dụng những thiết bị điện ở trên lầu 1 cũng khá là thuận lợi ha. Rồi, đi ra một cái căn phòng rất là to, căn phòng thứ 3. Căn phòng này nó sẽ hướng ra khu vực phía ban công nha quý anh chị. Đó, rất là rộng luôn. Có hai cái ô, một cái ô cửa sổ và một ô cửa chính. Nhà chúng ta thì nằm trong cái hướng chánh tây luôn nha quý anh chị, nên nó có khá là nắng vào buổi chiều. Cánh cửa cũng
chúng ta rất là xịn nè. Cho quý anh chị xem khoảng không gian này rất là đẹp luôn đó, một cái khoảng ban công rất là rộng lớn nha, rất là rộng luôn quý anh chị, có hai cái trụ rất là to nè đó, to to như cột đình không quý anh chị, rất là đẹp ha, với cái khu vực màu xám. Rồi cho quý anh chị xem phía trước sân nè, nhà cửa san sát nhau rồi đó, nên quý anh chị về đây ở sẽ rất là vui nhé. Và hiện tại xung quanh đang xây dựng rất là nhiều luôn quý anh chị, và từ vị trí này quý anh chị đi ra ngay khu vực ngã ba Tân Kim á, rất là gần nha. Đó quý anh chị xem nè, nhà cửa san sát nhau rồi, và đường thông tứ hướng nha quý anh chị, đường này thông tứ hướng luôn. Đó nên xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi, một căn nhà mà xe hơi di chuyển đến nơi thì khá là tuyệt vời ha. Tiếp theo thì Lộc Nguyễn sẽ dẫn quý anh chị đi xuống khu vực tầng trệt và sẽ thống kê chi tiết lại một lần nữa cho quý anh chị nắm thông tin ngôi nhà này, và sẽ báo giá đầy đủ cho quý anh chị với mức giá là bao nhiêu nha. Anh chị ơi, anh chị cũng đã tham quan qua hết từng góc ngách ngôi nhà của chúng ta rồi, quý anh chị như thế nào ạ? Quý anh chị thấy thế nào ạ? Một căn nhà rất là tuyệt vời phải không ạ? Nói chung là đi vào bên trong căn nhà này thì cảm giác rất là mát mẻ, và vị trí thì vô cùng đắc địa, nó nằm ngay khu vực ngã ba Tân Kim, và từ trường trung học cơ sở Trương Văn Bang quý anh chị di chuyển vào bên trong nhà chỉ có khoảng 400m thôi thì cũng khá là gần. Và trong khu vực này đường thông tứ phía, quý anh chị đi đâu nó cũng ra đường lớn ha. Và một căn nhà có diện tích là ngang 4, sâu vào 15m, một trệt, một lầu, có 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có sân trước, sân sau cho quý anh chị. Và một căn nhà sổ hồng riêng thế này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay lên đến 800 triệu luôn. Mức giá đủ căn nhà của chúng ta hiện tại chủ đang hạ giá so với thời điểm trước á, là chỉ còn 2 tỷ 350 triệu thôi. Đó nên quý chị hãy nhanh tay lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua số hotline phía trên màn hình để chúng ta đi xuống tham quan căn nhà này thực tế và sớm sở hữu cho mình một căn nhà pháp lý chuẩn, sổ hồng riêng, đất thổ cư, sở hữu lâu dài ha quý anh chị. Thì cuối video Lộc Nguyễn mến chúc cho tất cả quý anh chị và cô bác có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và sớm sở hữu cho mình những căn nhà đẹp, những căn nhà thật là ưng ý ha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.